Vâng, xin chào toàn thể anh em. Chào mừng em quay trở lại với cái kênh YouTube của tôi. Cũng khá lâu rồi cơ sở tôi không có làm clip. Hôm nay thì quay trở lại với cái trang YouTube của mình thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái lựa chọn để cho anh em chơi cái bộ môn ba lá ok, hiệu quả và giá thành của nó cũng rất là vừa phải luôn. Đây, xin giới thiệu với anh em, đây là những cái bộ kính áp tròng ở bên cơ sở tôi phân phối nha. Kính áp tròng ở bên cơ sở tôi phân phối này. Bộ kính này thì không phải là kính đeo bình thường đâu. Kính này thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em chơi bộ môn ba lá rất là hiệu quả luôn. Anh em đeo cái bộ kính này vào thì giống như chơi bài ngửa vậy đó anh em, giống như thằng bài nhập. Giống như chơi thằng bài nhập vậy đó anh em, chơi bài thì không phải tăng gì là chuyện 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 không nhìn thấy bài như ấy rồi đúng không? Anh em đeo cái bộ kính này vào thì giống như thằng bài nhập vậy đó, anh em chơi bài như chơi bài ngửa luôn. Đây thì tí nữa tôi sẽ test cho anh em xem cái bộ kính này nó hoạt động như thế nào. Thì giờ tôi chỉ giới thiệu sơ qua cho anh em là những cái loại kính mà bên cơ sở tôi phân phối nha. Trên thị trường bây giờ thì có rất là nhiều mẫu kính khác nhau luôn, trong nước cũng có, ngoài nước cũng có, cả 20-30 loại gì đó. Thì tôi chắc chắn là không có thể nhập về hết cho anh em được, và không có thể có đại lý nào mà phân phối hết các dòng kính trên thị trường được ha. Cơ sở tôi đâu có nó phân phối đâu đó tầm cỡ 7-8 loại thôi. Nhưng loại này thì thứ nhất là giá thành của nó vừa phải, thứ hai là cái chất lượng của nó ok, đeo vào nó không có bị tình trạng là đỏ mắt này, chạy nước mắt và cay mắt nha. Tôi chắc chắn với anh em như vậy ha. Đây ví dụ là kính này, kính của Mỹ này, kính của Mỹ hộp gỗ này thì chắc không còn xa lạ gì đối với những anh em nào đã từng chơi kính áp tròng rồi. Loại này thì rất là cổ điển luôn, nó không có kén người dùng nha. Tại vì là có mỗi loại kính thì có một cái thông số kỹ thuật khác nhau, nên nó là mình đi chơi á hay là mình mua á thì nên tìm hiểu thiệt là kỹ có cái mắt mình nó phù hợp với cái kính nào ha. Có người mắt to, có người mắt nhỏ, cái dòng kính này cũng vậy thôi. Có người có trong kính thì trong kính mỏng, có trong kính dày, rất là nhiều luôn. Nên nó là anh em có nhu cầu hay là có ý định muốn sở hữu một bộ kính á, thì hãy nhanh tay liên hệ cho tôi số điện thoại trên màn hình 079 791 43 thì tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn cho anh em lựa chọn một cái loại kính nó phù hợp với anh em nhất nha. Đây là kính của Mỹ đúng không? Rồi đây là kính này là kính của Hàn Quốc nè, được nhập trực tiếp từ nhà máy về nên chất lượng của nó thì anh em không phải lăn tăn rồi. Sản phẩm kính á, được ép siêu như thế này nên chất lượng thì anh em không phải lăn tăn nha. Tất cả những thông số kỹ thuật đó sẽ ghi hết bên ngoài này, rất là rõ nét luôn. Và cái loại kính nhôm này thì thích hợp những anh em nào mà muốn nhìn bài rõ và tròng mắt hơi nhỏ một xíu thì có thể lấy kính nó về xài nha. Và là kính tiếp theo tôi giới thiệu là kính của Mỹ, cũng là của Mỹ thôi, phiên bản cải tiến năm 2021 ha. Kính Mỹ có kính VB này, kính này thì hộp xanh còn có kính hộp đỏ nữa, nên nó là thiết kế rất là ok luôn. Hay loại này thì nó cân đối giữa hai tiêu chí là nhìn cảnh vật và nhìn bài đó vừa phải, và nhìn cảnh vật cũng ok, anh em đi đứng thoải mái luôn. Là kính của VB này nó được cái ưu điểm như vậy. Là kính tiếp theo tôi giới thiệu cho anh em là loại kính của Nhật Bản. Loại này thì mẫu mới nhất năm 2022 và 2023 này, sản phẩm kính nó sẽ được ép siêu hết nên chất lượng của nó thì anh em không phải lăn tăn đâu ha. Kính xanh này đó, kính xanh này đấy, kính áp tròng này thì được ép siêu hết như thế này nên nó là mình không có sợ trong quá trình vận chuyển thì nó không thay đổi về chất lượng được, thấy không? Đó, hơn nữa tất cả những thông số kỹ thuật sẽ ghi hết bên ngoài này đó, nhìn bài rất là nét và nhìn cảnh vật rất là ok luôn, tròng mắt rất là mỏng, anh đeo vào thì rất là thoải mái luôn anh em, rất là ok luôn anh em. Và hơn nữa thì nhà sản xuất có rất là tâm lý tặng kèm cho anh em thêm một cái dụng cụ để cho anh em rửa mắt lên. Anh em đeo mắt lên một thời gian á thì cho dù anh em có bảo quản tốt cái đâu á thì nó cũng đóng ghen và đóng cặn, đóng bợn đó, thì nó làm cho mắt kính bị mờ. Những lúc đó thì anh em để vào trong đây này là anh em xoay vài vòng, có phải là để như thế này không nha. Cái này thì tất nhiên là mình có cái chai nước để ngâm lên trong quá trình mình chơi. Cái này thì khi nào anh em mua thì tôi sẽ tặng kèm cho anh em đầy đủ hết cho một bộ, nên nó là mình không phải lăn tăn đâu đó. Đây, xoay vài vòng thì nó sẽ sạch như mới thôi. Cái này là dụng cụ để cho anh em chơi xa này, dụng cụ để chơi xa nha. Ok, cái này đi chơi ra xa thì anh em chỉ cần bỏ cái này vào túi tới sân chơi là mình đeo thôi. Còn về cái cách mang đó anh em, cách sử dụng á thì rất là đơn giản thôi, anh em chỉ cần đeo cái bộ kính này vào, thả cái bộ bài này vào sân chơi là mình chơi ok à. Ha. Khi nào anh em mua kính á thì tôi sẽ tặng kèm đầy đủ cho anh em là một cây bài ha. Rồi xanh, đỏ, caro gì đó đầy đủ hết, và những cái chương trình khuyến mãi là tặng kèm thêm bài. Thì anh em nào biết muốn biết thêm thông tin chi tiết thì hãy liên hệ trực tiếp thì tôi sẽ tư vấn cho anh em nha. Bài thì cơ sở tôi có đầy đủ các loại bài trên thị trường, bài xanh, bài đỏ, caro hay tiền đô gì đó là có đầy đủ hết nha, nên là mình không phải lăn tăn về vấn đề bài đâu. Quan trọng là mình phải thả được bộ bài của mình vào sân chơi này. Và sẵn đây tôi nhắc luôn là cái loại kính áp tròng này á, như cái kính này á thì nó hỗ trợ cho em chơi bài lá thôi, không có chuyện anh em đeo cái bộ kính này vào mà nhìn xuyên quần xuyên áo
xuyên thùng xuyên thâu, để chơi tài xỉu bầu cua là không có nha anh em. Đó, nên nó là mình phải thông thái một xíu. Chơi bầu cua hay chơi tài xỉu thì cái loại đó phải đi kèm với đồ của mình. Nói chung là đồ của mình mới chơi được, chứ còn đồ người ta hết mà làm sao mà chơi được, đúng không? Đó thì nói thế này thôi. Rồi tiếp theo clip thì giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái cách mà anh em nhìn cái bộ bài nó như thế nào khi mà anh em đeo kính áp tròng này vào nha. Còn về cách sử dụng thì clip trước thì tôi có nói rồi, không nói lại nha. Cách đeo á thì không nói lại rồi, đúng không? Giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng cái kính này. Cái này thì anh em đeo kính này vào và thả bộ bài vào thì nhìn bài rất là nét như thế này. Cái này là bộ bài của nó này. Bài này hoàn toàn giống 100% bài ngoài chợ nha. Tại vì là bài đây là bài Việt Nam gửi qua bên nhà máy in ở bên Đài Loan Trung Quốc in. Bài rất là cứng này, bài loại 1 nha. Còn những anh em nào muốn bài mềm hơn á thì cũng có bài loại 2, nó mềm hơn một xíu. Nên đó là vấn đề bài ở đây là tôi nói rồi, không phải lăn tăn đâu. Bài giống 100% bài của chợ này, không có tăng tích dây điện dây nhựa gì đây hết trong quá trình mình chơi. Bí mật của 52 lá bài nó hiện lên khi mà anh em đeo kính áp tròng này vào nha. Đây thì đeo kính thử để lên thử cho anh em xem này. Đó, nhìn rất là nét như thế này thì làm sao mà anh em thua được, đúng không? Đó, tất cả những số từ 3 cho tới 4 nó như thế nào thì nó sẽ y chang vậy hết trong quá trình mình chơi. Đó, thấy không? Rất ok luôn đúng không? Đó, anh em thấy không? Nó hiện lên hết như thế này này. Duy chỉ con 9 và con 10 hơi khác thôi nha. Con 9 á thì nếu mà ghi bình thường á sẽ bị nhầm với con 6, nên nhà sản xuất ký hiệu ra một ký hiệu rất là đặc biệt là cái bóc khóa như thế này là mình biết ngay là con 9, không chặt cái đâu được hết nha. Đó, nhìn biết ngay là con 9 này. À, quay cỡ nào vẫn là 9 thôi, không có lộn với con 6 được. Đó. Thấy không? Rất là nét luôn nha anh em. Rất ok luôn, nhìn như thế này làm sao mà em thua được. Tại đây tại vì qua camera nó hơi mờ đó, nhìn mắt thường còn nét nữa. Ha. Và con 10 nó khác nữa nè. Con 10 thì nó sẽ có số 1 và số 0. Cái lá bài tất nhiên không có đủ không gian để ghi rồi, nên nhà sản xuất ký hiệu ra một cái ký hiệu cái thanh giá thế này là mình biết ngay là con 10. Và thậm chí là mình có thể biết cả chất lá bài luôn trong quá trình mình chơi. Ha, nước 10 cái con 10 đây là mình anh em biết rồi đúng không? Cái thanh giá này. Và nước của lá bài thì anh em coi cho tôi là cái dấu hồng hồng xung quanh cái dấu này. Ví dụ như bên này ha, là nước cơ, bên này dưới này là rô, gạch trên gạch dưới là nước chuồng, rất là đơn giản thôi. Đây là con 10 cơ này. Anh em thấy ok không? Quá ok luôn. Ha, đây có 3 rô này. Đó, tham như thế này làm sao mà đem thua được, đúng không? Nên thấy ok không? Đây già cơ này. Đó, còn những cái số này thì đơn giản rồi. Đây là con ba chuồng. Anh em cứ tưởng tượng chơi đây, mình chúng mình chơi bài phẩm viết câu cá, xì tố, xì lát thì làm sao mà đem thua được, đúng không? Đó, anh thấy rất là rõ nè, ràng luôn này. 7 rồi 2, đây con 2 bích này. Ok không? Lấy một lá bất kỳ cho anh em xem này. À, đây hai chuồng này. Ok không này? Ba cơ này. À, rồi anh em nào quan tâm về cái sản phẩm kính áp tròng này thì hãy nhanh tay liên hệ cho tôi số điện thoại trên màn hình nha. 079 791 3. Tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em nha. Ngoài kính áp tròng này á, bên cơ sở tôi phân phối đầy đủ hết các dụng cụ hỗ trợ cho anh em đi chơi luôn. Từ bầu cua, tài xỉu, sóc đĩa, máy đánh bài cũng có này, phụ kiện máy đánh bài cũng có. Tai nghe và vi tai nghe đầy đủ hết cho anh em nha. Nên nếu là mình cần cái gì thì có thể liên hệ trực tiếp thì tôi sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo nha. Xin chào.